nha, hồi mẹ quen nha nhá. Thôi đi tìm bố nhá. Để vào lấy con rau. Biết chưa? Về nhà quét đi, xong đi quét nhà sạch đi nhá. Mẹ đi tìm bố nhá. Lần này mẹ đi tìm chắc là thằng bố đi. Bố đi tìm khắp nơi xem. Sao á? Hả? Hả? Sao? Sao á? Trượt chân xuống. Chân. Rồi á. Còn sao? Đi tìm hả mấy ngày không thấy. Chân xuống. À, đu đi đi đâu mà trượt chân xuống đây hả mấy ngày quá. Có nước uống hả? Không có đâu. Khát à, để tôi đi tìm xem. Để lấy tí nước. Ngồi dậy xem nào. Nước. Thế ở đây chờ mẹ đi lấy nước không? Uống từ từ thôi. Lại được. Lại được. Uống từ từ thôi, có nước mà. Lại tìm. Lấy xa lắm. Bây giờ làm thế nào về được không? Bây giờ đói không? Thế
sao lại đi đâu hả? Mấy ngày rồi, bây giờ lại ở đây thế này? Này bắt được con lợn ở trên, nó buộc ở trên kia. Kệ nó, lại đưa bây giờ, đưa về nhà trước đã. Về được không? Không. Lại lấy cho thêm nước. Lại uống nữa? À, khát nước. Ở đây cho nhá. Uống từ từ thôi. Rồi, rồi, rồi. Được cơ, được rồi, 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 rồi. Bây giờ mẹ trở về nhá. Để con lợn ở trên kia. Kệ con lợn không lấy nữa. Về thôi. Đau đầu bụi. Đau không đi được á? Tí đi á. Hai mẹ con đi tìm mấy ngày không thấy đâu, thấy mỗi một bên dép, thấy một cái mũ sách kia. Cái túi kia. Giờ làm thế nào về được không? À, để giờ không đi được thì làm sao mà có được? Tay kia. Đợi nghỉ một tí đã. Đợi nghỉ ở đây một tí đã, không đi được. Đó, bố xuống. Bố đau chân, bố đau chân, đừng đồng vào chân của bố. Chân của bố đau ấy. Đó, cho bố tự ở đây. Bên này má, chân đau này. Bên này. Bố bố ngã rồi, bố sao đây? Sao đâu, đừng khóc. Oh, my God.
Giờ con chuẩn bị đi đu đốt lửa đun nước cho bố. Cứ nằm đi im một chỗ, đồng này nhiều đau chân. Mẹ ơi, nước sôi rồi. Nước sôi dạ? Thế ở đây trông để mẹ đi rót nước cho bố. Thế ra để mẹ lau cho người bố ra. Có khăn đâu không? Con lấy nước con. Đi lấy nước cho bố đi. Lấy nước cho bố. Để về đây cho bố uống con. Uống từ từ thôi. Sao bố đôi con? Nếu bố nói cho con nghe nấu cháo. Ừ, con nấu cháo đi. Rửa nồi sạch vào nhá. Còn khát nước được không? Giờ đói thôi phải không? Giờ chỉ nấu cháo cho ăn nhé. Chân này xuống một tí đó. Chân kia đau thì cứ để đấy. Đậy nhiều tí nó lại đau nhiều. Có quần không? Cái quần kia đó. Ở túi à? Quần của anh ở đâu? Ở túi. Thank you.
Đau ở đây à? Ừ. Đau ở đây. Không sợ đâu, bố đói thôi, run hết người rồi, bố mẹ đi lấy thuốc cho bố. Con đi tìm một cái khăn đi cho mẹ bộ cho bố đấy. Đau nhiều á? Nhẹ tao không thôi. Im nhá. Ngắn quá. Nhẹ tay. Để xuống. Cháo chín chưa con? Con đi xem cháo chín chưa? Cháo chín chưa con? Chưa chín đâu mẹ ơi. Ờ, thế mày, mày trông bố nhá, mẹ đi giặt quả cho bố nhá. Cháo của con nấu ngon lắm ô. Ngồi dậy được không? Đỡ bố. Đỡ mà. Các ăn được không? Từ từ thôi. Thôi. Chân không đỡ tí nào.
Chờ tí ta nhá. Ôi nóng. Hồi đã. Tại hết một bát đã, ăn từ từ thôi, nóng. Từ rồi. À, lấy cho bố tí nước. Bố ngủ cho bố ở đây với bố mẹ đi rửa bát nhé. Hey, mày đây.